Vâng, và chúng ta chuẩn bị đến với cả map thứ hai cho cặp đối đầu giữa cái tên NIP và cùng với đó bên phía của Sinner vẫn đồng hành với các bạn ở map thứ hai này. Vẫn sẽ là mình thôi, cái tên Hữu Nghĩa. Và cùng với đó là vị trí của Vietdorp. Và sau map đầu tiên thì chúng ta thể thấy được rằng là bên phía của NIP đã có lợi thế. Họ đang dẫn trước tỷ số là 1-0 mà không biết rằng ở Overpass này thì NIP có mắc phải một cái sai lầm như ngày từ hôm qua hay không đây. Ngày từ hôm qua là một ngày thi đấu mà phải công nhận NIP họ đã gặp rất nhiều những cái sự khó khăn cũng như những tình huống xử lý khó hiểu. Và Comer Gunplay họ đã tận dụng điều đó để có thể kết thúc NIP ở trên cái map Overpass, cũng là map pick của NIP ở ngày thi đấu hôm qua, để làm sao có được cho mình một slot đi vào trong giải thi đấu PGL Major Unwrap với tư cách đó là Legend. Và tựu chung lại thì Overpass có lẽ rằng để đối đầu với các thành viên bên phía Sinner thì NIP sẽ dễ thở hơn phần nào. Bởi như những gì chúng ta nhận định ngày thi đấu hôm qua rồi, Comer Gunplay bắn Overpass cũng rất là ghê, họ bắn 15 lần và thắng đến tận khoảng tầm đâu đó khoảng 12 lần gì đấy. Thì đó là một con số cực kỳ ấn tượng. Và đối với các thành viên bên phía team Sinner thì ở trong cái Master Pass này là một map thi đấu mà họ thi đấu đúng 6 lần và chỉ chiến thắng đúng có một lần mà thôi. Và đây sẽ là những cái thiên cơ để NIP có được cho mình cái cơ hội đi vào trong giải thi đấu Major sắp tới. Và chắc lẽ là chúng ta sẽ luôn cầm màn hình chờ thôi, nhưng mà hiện tại thì các player cũng đã chuẩn bị để đến với cả game thi đấu thứ hai rồi. Đây là map pick của bên phía NIP và tôi nghĩ rằng chắc chắn rồi sẽ rút ra được rất nhiều những cái bài học sau ngày từ hôm qua để thua trước cái tên Comer Gunplay, cũng như chắc chắn rồi bên phía của Sinner đã có nghiên cứu kỹ về map ở thi đấu Overpass này của bên phía của NIP. Không biết rằng họ sẽ triển khai một cái chiến thuật gì đây, liệu phải rằng có phải một cái lối chơi chủ động như ngày từ hôm qua mà bên phía của Comer Gunplay họ dành tặng cho NIP hay không đây. Ngày từ hôm qua chúng ta có thể thấy rằng Comer Gunplay họ thắng 2-0 một cách quá bất ngờ trên NIP, và đặc biệt lại thắng tại map pick của NIP và Overpass nữa. Họ bắn bên phía City cũng ổn, mà bên phía T-side thì không phải nói rồi. Và đã có tín hiệu của map thi đấu thứ hai, map Overpass. Và chúng ta chuẩn bị đến với cả round Pistol thôi. Khi mà bên phía của Sinner có lợi thế bắn bên phía T-side, thì sao là City có đó với chiến trang Neo Frag, người có với một khẩu lục đôi cũng như là một cái giáp nữa, một trong số những cái tiên cơ dành cho Neo Frag. Neo Frag với khẩu lục đôi ở map Inferno đã có một tình huống làm 3 rồi, nhưng ngay sau đó thì Rake cũng đã thể hiện khả năng của mình với một pha cắt 1v3 rất chuẩn chỉ để giúp cho NIP thắng được Pistol Round ở trong mắt theo Inferno. Và bây giờ thì NIP một round thi đấu Pistol họ đang dồn rất đông người trước cửa B-Long, và để cho Rake là người đi solo ở cục mid nhằm làm sao gây ra những áp lực và hoàn toàn sẽ là những cái cơ hội để anh chàng này có thể pick được cho mình những mạng đầu tiên. Nhưng quan trọng cục nhà vệ sinh vẫn còn đó là Shock. Shock hình như đã phát hiện ra điều gì đó rồi và Shock dễ dàng bắt được Rake. Mặc dù của Flat đồng đội là hơi trắng nhưng không sao cả. Và NIP quyết định họ sẽ là tràn vùng quarter luôn. Và giờ Neo Frag cũng chỉ có một mạng mà thôi. Zeko cũng đã lộ vị trí của mình ra ở vùng quarter rồi. Đối phương bắt đầu tăng vào để có thể bắt chết bằng Zeko. Và Zeko đã ra đi cân bằng về mặt nhân sự, đó là 3v3 và quả C4 sẽ đặt thành công, gia tăng thêm cái lợi thế và thời gian dành cho NIP. Đập vẫn khá là bình tĩnh ở dưới nước thôi. Có lúc đôi trên người của Instac. Instac đấm mồm đuổi trên Instac rồi. Sông kịp đổi một và Sông đứng góc đứng rất cương ở trên khu vực đó là Tower. Nhảy xuống dưới đến từ vị trí của Sông đây thì sao đây? Fawzi bị bắt lại rồi. Chỉ có mình Sông ở dưới nước thôi. Một pha xử lý 1v2 thời gian còn nhiều nữa. Sông làm một, Sông làm đôi. Và thế là Clutch đến từ vị trí của anh Sợ, anh chàng Sông. Một pha Clutch 1v2 rất ngoạn mục đến từ Sông. Và Sông vẫn còn cho mình đó là 21 HP. Thời gian là thoải mái để có thể gỡ được quả bom này. Một pha double pick có thể coi như là hơi lỗi về cái mặt tham mình cùng nhau giạt ra đến từ NIP, cũng như hơi lỗi skill từ hai cái tên này. À, đáng tiếc là NIP ở trong cái pistol round vừa rồi thì mà mình của Sốc đã bình tĩnh và có cho mình hai mạng, nhưng cũng phải kể đến nó Hampus ở trong tình huống đó không hề có giáp, thành ra lượng máu khi bị trúng đạn tụt cực kỳ nhanh. Nhưng NIP sau đặt C4 thành công và những cái chủ lực của họ có được những cái điểm số mạng thì ngay tức họ có cho mình một round thiếu bài. Ba khẩu rifle lên và 2D sẽ là bắn kẹp cánh. Và hãy cùng xem nào liệu Sinner có để thua second round hay không đây. Bởi chúng ta luôn biết rằng để thua second round luôn là đệ nhất dành cho bất kỳ đội tuyển nào. Hampus ở đây không hề có giáp thì chắc chắn sẽ phải ra đi thôi. Rất khó để thủ đề không giáp làm được điều gì. Nhưng với AK giáp 2 thì Poloski đã có mặt ở 4C nhằm làm sao giúp cho NIP trở lại được cái thế cân bằng về người. Sẽ là một tình huống mà cùng nhau rồng rắn quay trở về khu vực bom side B đến từ NIP. Đây một tình huống Neo Frag đang căng thẳng mình đẩy B-Shot. Chúng ta cùng xem nào, một cái nhịp đẩy cùng nhau chẳng đến từ cả khu vực B-Long này cũng như cả B-Shot nữa. Neo Frag đã bị giáp ra và nằm xuống Polovsky rồi. Sốc thì cũng chỉ bắn yếu được một người thôi, và Sốc còn chỉ 20 HP. Sốc đang muốn sủi và Sốc sủi thành công. Tình thế đưa về 4v3 nhưng có vẻ NIP phải nhanh lên. Thời gian cho họ còn rất nhiều, nhưng nếu như muốn vào B thì khoảng thời điểm bây giờ là đang là rất khó. Nhưng mà đã có những cái sự cover kịp thời đến từ vị trí của anh chàng Zeko.
người vẫn đang còn cho mình đầy đủ 100 HP và nhất là khi đang có M4S nữa. Khẩu súng mà được vừa rồi được cái tên sốc chuyển lại cho Zeko. Góc đứng của vị trí sốc đang là khá đẹp để cộng hưởng với một góc đứng ở khu vực chân tower đến từ Zeko. Và bây giờ đội hình NIP họ sẽ đánh hết cục bom xa thôi. Smoke Tower sẽ được chuẩn bị thêm một quả lửa cùng toxic nữa. Đây là những quả bom họ có ở trên người và đằng sau đấy thì vẫn còn đó là hai quả smoke nữa. Hai quả smoke này sẽ phục vụ cho những dụng post plan gây ra. Break out được Zeko rồi, người khỏe máu đã chết. Và giờ thì sốc xử lý ra sao đây, vẫn bắt được Poloski nhưng khi Drake đẩy được vào khu vực nước thì chấm hết dành cho sốc và đúng là CN họ đã để thua ở cái second round. Nhưng cũng phải công nhận rằng đó là cả Drake cũng như Poloski đã hoàn thành quá tốt nhiệm vụ của mình để giúp cho NIP có được cái thiên cơ nhằm đem về round thiệu chiến thắng đầu tiên. Một round thắng sẽ coi như là khá bất ngờ đấy thì NIP rất khó để tin được rằng là họ thua Piston round để thắng ở second round và đó là cái kịch bản xấu nhất đã dành cho CN. Round đầu sau lượng Lost Bonus sẽ là 1k4 thôi và bắt buộc phải up luôn đến từ CN. Nó sẽ chỉ là những cầu DE. Rất khó khăn cho CN. Họ đang rất cần những cá nhân gọi tỏa sáng mà tôi đang mong chờ vào những vị trí như Neofrag và cùng với đó là anh chàng mang tên Sốc nữa. Sốc đang có những cái CD đang rất ổn. Đó là 5-1, Neofrag là 2-2. Còn 3 player bên phía của CN thì vẫn chưa thể có những bất kỳ cái mạng nào cả. Quá đáng tiếc cho những cái tên như Mystic cùng là Zeko với cả Forsy. Nhưng họ vẫn còn cho mình những cái cơ hội để có thể thể hiện. Nhất ở round đấu này, một round đấu mà CN đang rất cần những player như Zeko, Sốc cũng như Neofrag tỏa sáng. Sẽ là những cổ DE được lên để có thể phụ trợ cùng với những cái khẩu súng to là Scout hay là M4. Cơ hội để giành được chiến thắng nữa CN không phải là quá cao nhưng không phải là không có. Và đội hình NIP họ đang quyết định là bò lon. Họ bò lon rất đơn giản thôi và trong cái kiểu bò như này thì rất khó dành cho bộ đôi đang có những góc boost ở cuộc bao cát. Bây giờ đã phát hiện đối phương rồi, một tiếng đinh đã được trả ra. Nhưng đó là đinh xuyên tường nên chưa thực sự là quá thấm tháp với cả Hampus. Nhưng Flash bắt đầu được ném vào rồi và điều này khiến cho đội SB gặp rất nhiều trở ngại. Họ không có cái gì để có thể trả ngược lại các viên bên phía NIP. Một quả lửa được ném vào là quá đủ đầy để có thể hạ quả tình huống này xuống. Tạm thời thì đang cố những cái góc đứng để có thể solo tay to đến từ cả hai đội tuyển. Và NIP họ đang phải chậm lại một nhịp. Chỉ là rằng có mấy bạn nào hay không đây. Nhìn thấy đối phương rồi và đó cái chỏm đầu Broski lộ ra. Một bạn là Forsy, double kill cho Forsy. Triple kill cho cá nhân Forsy. Instark làm được một thì làm gì tiếp theo đây hả? Instark ơi, tôi đã nói gì nào? Rất cần những cái tên của CN tỏa sáng và đó là Forsy. Chỉ còn nói Instark thôi. Instark rơi một cái thế 1v4 bom thì đã rơi quá xấu rồi. Nhặt quả bom này đồng nghĩa với cái việc là cái chết cho anh ấy chứ không thể còn cái hội nào để có thể sống sót cả. 1v4 một cái điều gần như nó là điên rồ dành cho vị trí của Instark. Nào, rất khó để có thể solo chỏm đầu ở vị trí tower. Và giờ Instark còn đó là 25 giây để có thể tạo ra một cái sự bất ngờ. Theo như cái hướng di chuyển này thì rất khó và Instark đấy có mạng Mystic nhưng chính anh ý cũng chỉ còn lại 9 HP thôi. Một viên USP vào chân thôi nó cũng là đủ rồi. Và Zeko có mạng Instark nhưng tôi vẫn chưa hiểu đội hình NIP tại sao họ lại không smoke tower mà lại làm quả smoke chặn giữa sai. Trong khi nếu smoke tower lửa trả vào toxic, lửa trả vào khu water thì sẽ là clear đi cũng bom xe với tốc độ rất cao. Thà đánh một bài cơ bản đi còn hơn là những cái bài đánh nó màu mè. Chính những quả smoke ở khu giữa sai đó lại giúp cho đội hình của CN có được thêm những góc đứng đẹp ở khu ABC. Và đó là lý do tại sao họ lại để thua ra thiếu vừa rồi, rất đáng tiếc thôi. Những cái tình huống nó khá là hoàn toàn là vằn, hoàn toàn là ngòng đến từ bên phía của NIP. 2-1 cho bên phía của CN rồi, Rens Pro Fox 3 đến từ bên phía của NIP và cái tên Rage vẫn có AK bên phía của CN phải cẩn thận. Hampert một tình huống chiến đấu tay với cả bên phía Mystic và đương nhiên Mystic là người kia trước, Mystic đấm mồm Hampert luôn. Tình thế đưa về 5v4 rồi, lợi thế hơn lên bên phía của CN. Nhảy Jack phát hiện đối phương chủ động đó là spam luôn. Có đến này là có đến không chính xác và Rage vẫn an tâm để có thể di chuyển ra ngoài khu vực connector này. Dẫu sao thì đội hình của CN họ vẫn có cho mình một cái cự ly đội hình là khá ổn. 3 người bom xe B, 2 người khu bom xe A. Và có thể thấy rằng đây là những cái cơ sở để giúp họ có được round thiếu chiến thắng thứ 3. Khá là chậm rãi đến từ NIP, điểm đến của họ sẽ khu bom xe A.
Nơi mà hiện tại Sinner đang bắn đến tận đó là bà. Nên tiếng nhảy check đến từ vị trí của anh chàng là Bistic. Và nhảy chúng ta thấy được rằng là rất là nhịp luôn. Không biết rằng có bị Ursu bắn nó mồm hay không đây. Góc này thì hơi khó. Đây rồi, thấy cái chỏm đầu rồi. Và sau đó thì Rex quyết định lùi về luôn. Một tình huống an toàn đến từ cả Rex cũng như cả Bistic nữa. Forsy sẽ có smoke tập vào lửa này. Phong độ tốt như này tôi đang cần một tình huống mà Forsy sẽ đã tiếp tục tỏa sáng nữa. Ở đây thì chỉ chẳng Rex bắt được anh chàng Forsy rồi. Neofrag Bistic mọi người có một mạng double kill Neofrag. Chỉ còn Instac thôi. Instac bị bắn nhiều. Instac chưa có bất kỳ cái mạng nào cả. Còn 17 HP. Thế rồi NIP ơi. Không còn cái cơ hội nào thì Instac ở trong đoạn thiếu này cả. Góc đứng quá bố đời. Ra của bạn kia Neofrag cũng có một cái vị trí giữa đường. Thì rõ ràng chiến thắng vẫn sẽ gọi tên Sinner mà thôi. Tụi chung lại thì cái cơ hội để có thể trở lại đến từ NIP ở trong map thiếu phát này vẫn là rất cao. Đây mới chỉ là những cái khoảng thời gian đầu tiên của map thiếu thứ hai. Và hãy cùng chờ xem ở trong những khoảng thời gian tới NIP sẽ xử lý như thế nào. Thì mà không phải những player của họ bắn không tốt. Dạ, Sinner họ đã bắn tốt hơn rồi. Đào đầu Eco đi trên phía NIP. Và chắc chắn rồi, tỷ số nó sẽ là 4-1 cho Sinner thôi. Bắn rất chủ động. Forsy đi hốt Eco. Forsy như đi chợ vậy. Shopping được cho mình cái mạng của anh chàng Hampert rồi. Và liệu rằng tiếp đó sẽ là tên nào đây? 4 thí sinh còn lại ai sẽ là được gọi tên? Chúng ta cùng xem nào. Rất tự tin đến từ Forsy. Và nếu như Forsy chết thì cũng không có cái gì cả. Rồi đầu sau thì Forsy vẫn sẽ được đồng đội rốt ra cho một khẩu ốp thôi. Phải nói thực sự ở những key round thì đương nhiên rồi, những khẩu ốp sẽ luôn có những cái thế mạnh cũng như là có những cái sức mạnh riêng của nó, nhất là khi bên phía City xài nữa. Một bên xài và rất cần những cái khẩu ốp. Cố gắng để có thể chờ đội đối phương đẩy sâu và nhằm có được cho mình những cái điểm mạng. Không sao thì cái cơ hội để NIP chiến thắng đoạn thứ này gần như là không có, DE còn họ còn không lên. Toàn người lắp chay như này thì lấy đâu ra cái cơ sở để bắn nhau đây. Di chuyển bò trườn vào khu vực A long thì sẽ phải trải qua hai họng súng của đối phương. Hai khẩu AK vào như này thì khác gì là không thể gì. Bắn nhau 1-1 thì có thể thua nhưng mà hold eco thì rõ ràng sẽ là cái nhiệm vụ dễ dàng nhất dành cho bất kỳ player nào. 4-1 cho Sinner rồi. Họ đang có một cái khởi đầu khá là tốt giống như ở map thiếu Inferno. Nhưng không có nghĩa rằng họ sẽ có thể làm tốt trong xuyên suốt cả map thi đấu Overpass này. Bởi chúng ta có một cái map thi đấu Inferno đầu tiên lấy làm ví dụ của Sinner rồi. Cũng dẫn trước dẫn 4-1, thậm chí là 5-1. Sau đó thì Sinner họ chỉ có thêm được cho mình đúng 3 ra thi đấu chiến thắng mà thôi. Rằng cái kịch bản sau đó sẽ lại Sinner không đầy đêm tìm của Polovsky bắt được Forsy. Một quả flash búp ra có vẻ như Rekko đã sai thăm mình vì cái nhịp giặt ra đó của Forsy. Một tình huống mà có vẻ như Forsy nhảy lỗi chăng. Đó là một tình huống mà Forsy muốn nhảy lên cái thanh đó. Đây có một cái turn trượt giản cu cống bề luôn. Có được trả vào Racing check lại rất cẩn thận rồi nhưng thăm mình. Đó tìm thăm mình tốt hơn đến từ Big Stick. Và tình thế đưa về 4v4 rồi. Và bây giờ thì sẽ là muốn vào connector đấy thì chết một người đang giữ đó là Bistic. Và Bistic đã ra đi từ khu vực short, còn đó Polovsky flash bomb ra được. Brolin đã backup quá tuyệt vời, triple kill cho Brolin. Và cơ hội đang được mở ra quá lớn dành cho NIP ở trong round thiếu này. Nào một bình nhiều flash còn đang sai thăm mình và vẫn là chiến năng NIP mà thôi. Một round Sinner muốn chủ động chơi lớn ở khu vực B short nhưng họ đã đánh mất tất cả ở đây. Và NIP với việc họ có người ở khu connector đó là tận hai người, cái câu chuyện mà Sinner muốn chiếm được shot nó cũng là một câu chuyện cực khó. Triple kill cho cá nhân cái tên Brolin vẫn là Brolin thôi. Rất biết cách tỏa sáng thì Brolin. Player rất tài năng, 14 tuổi thôi đã được đôn lên đội hình chính thức của Fnatic rồi. Mặc dù đó chỉ một khoảng thời gian khá ngắn ngủi 2 tuần. Và nào đó đã chứng tỏ rằng cái năng lực của Brolin. Một viên ngọc nở và khá sớm. Đây là một tình huống vị trí chàng Polovsky đang áp sát B short. Và đối thủ của anh là Forsy, người đang có ốp. Tôi nghĩ rằng Polovsky nên cẩn trọng lại một chút. Một tình huống tò mò ngó ra thôi là sẽ chết. Đây là một tình huống tốt. Neofrag yếu rồi. 21 HP Neofrag. Một tình huống có vẻ như nhảy chết cái bảng gỗ để đối phương nhìn thấy đâm tôi đã đục tốt đến từ người đi nối bên phía của NIP. Và bây giờ Brolin đang móc. Trời ơi, Brolin di chuyển như kiểu đang là hack map vậy.
Đúng cái lúc mà vị trí của Mystic vừa đẩy ra thì Bolon lại đẩy vào, và bây giờ check ngược lại đằng sau sẽ điều chắc chắn. Easy kill không? Chưa phải là một easy kill, nhưng nó cũng chỉ là cái sự kết hợp và khiến cho Mystic được sống thêm một chút nữa thôi. Nhưng sống càng lâu ở trong tình huống đó chỉ là nỗi đau thêm dài. Và giờ Sinner họ đã chuẩn bị back ba, nhưng back về không check lại cuộc đầu tròn, ngay lập tức Essac dễ dàng đem một cái double kill về cho NIP. Và bộ đội bom CB nó đã sốc cho Zeko chủ động đi xếp súng thôi. Suzuki là đáng tiếc, Sinner họ đã quá chủ quan. Và bây giờ Polsky còn đang đi bắt súng, và Polsky không hạ gục được Zeko. Rồi đối phương nhặt tầm khẩu AK và có lẽ NIP quyết định của họ trông giống là muốn đi bắt súng luôn. Yobron đã tiếp cận rất gần vào khu T-Ram rồi. Sếp liệu có được hay không? Hampert, một tình huống mà Hampert đang móc thì nối lên. Thôi hỏng rồi, hỏng rồi. Xin ơi. Sốc ơi, Zeko ơi. Một tình huống mà sốc chỉ là sai thăm mình thôi. Thì sốc sẽ làm mà đúng lại như thế rồi. Cái chết đợi sốc làm gì có cái sự sống nào ở đây. Zeko thì đang phải ẩn thân chi thuật. Tình huống dùng thổ độn đến từ Zeko, nhưng liệu rằng có trốn được hay không đây? Bị đụng chết đến từ vị trí quanh chàng Bolon, và đó sẽ là 3-4 để trên IP. Và đối phương không xếp được bất kỳ một súng nào cả, thì đồng nghĩa với cái việc đó là eco trắng thôi. Quá khó dành cho đội của Sinner rồi. Cứ ngỡ rằng họ sẽ tạo ra một tiếng nào đấy, nhưng mà có thể thấy rằng cái round thi đấu di chuyển cực kỳ là ngớ ngẩn đến từ bộ đôi trên khu vực bom xe A của Sinner. Đó là Mystic cũng như là 4C đã chấm hết hoàn toàn những cái cơ hội mà các thành viên bên phía của Sinner họ mong muốn có được nó. Rõ ràng là khu vực A-Shot chả có ai đứng từ đầu, Collector không ai đứng cả, thông tin chả có một cái gì, nhưng vẫn di chuyển vào xe như là chỗ không người vậy. Và bây giờ thì là 4-3, mà nó sẽ là 4 đều. Cơ hội nào cho Sinner đây khi mà chúng ta vẫn chưa biết đội tuyển nào sẽ có được cho mình 5 round thi đấu chiến thắng đầu tiên. Bắt đầu những cái dấu hiệu đó là đuối hơi so với cả đối thủ đến từ Sinner. Họ cần phải tìm ra cái deep của họ. Tìm bút luôn, cái stack bút của một nhà quê rồi. Và tôi bút bây giờ nó cũng chả có tác dụng gì cả, mà đối phương stack cũng 5 bút người luôn. Cũng làm một phát gọi là dấu bị đi. Đúng rồi. Bây giờ thì đối phương lại vào B, thành ra no hope cho Sinner. Chả một cái cơ sở nào để bắn được trong cái round này cả. NIP họ vẫn rất là chậm rãi thôi. Họ cũng không phải là những nhà pháp sư tài ba để có thể biết rằng đối phương đang stack hết của A-Long. Cái bài đánh rất là cơ bản. Smoke vào cẩn thận và check thấy không có ai cả thì ra đặt quả C4 xuống. 40 giây nữa thì NIP sẽ có cho mình đó là round chiến thắng thứ tư. Còn đội của Sinner thì vẫn cứ an minh bất động ở khu A-Long này, họ thì vẫn cứ bình chân như vại thôi. Nhưng bắt đầu cũng cần phải có những cái bước đi để làm sao bắt được súng đối phương. Chiến thắng thì chắc chắn vẫn sẽ gọi tên đội hình của NIP. Quan trọng là Sinner họ có đem về được một cái thành quả nào không. Ta phải đợi chờ xem nào. Liệu rằng round đấu sau thì Sinner họ có thể có được cho mình một round thắng trước bên phía của NIP hay không, khi tỷ số hiện tại nó sẽ là 4 đều thôi. Đi bắt súng đến từ bên phía của NIP, nhưng quyết định gọi là sự an toàn rồi, khi biết rằng đối phương đang có một tình huống đi cùng nhau. Đây rồi, hàng về, Rex sẽ là người nhìn thấy. Và Rex, vừa Rex bắn chưa trúng, bất kỳ bên nào hết. Đây, Bruce có được một rồi, Rex bị đấm mồm. Vẫn cố gắng bắn súng đối phương, đây hốt eco rất tốt đến từ Ampert Polomsky. Mất duy nhất một súng thôi, nhưng với cái việc đặt được bom cũng như có cho mình tận 5 cái mạng, kể ra vẫn là lãi, nhanh cho NIP. Round đấu này thì vẫn sẽ là một round đấu up đầy đủ đến từ NIP và tỷ số đang là 4 đều. Một round đấu để tìm ra xem đội tuyển nào sẽ là đội tuyển có cho con số 5 đây. Mọi thứ đang đưa trở về vạch xuất phát của nó và xin ở đây xong key round của họ. Nếu như họ thua ra round đấu này thì NIP không chỉ là con số 5 đâu, rất có thể sẽ lên được con số 6 luôn. Bây giờ thì ở trong cái round thi đấu này là một round thi đấu mà các viên bên phía họ đang quyết định là chủ động chọn những cái vị trí đẹp nhằm có cơ hội bắn trước ở khu vực mid và cả khu vực mít chính xác là Collector nữa. Nhưng bây giờ thì sao mình của vị trí anh chàng Rex là tốt hơn, mà anh ấy cũng là người trì hơn, không có đủ viên đạn chính xác. Và bây giờ thì 4C đã bị thiếu máu với 15 HP và sẽ cố đắng là sủi luôn thôi, không thể nào mà cố đấm ăn xôi ở cuộc mít đồ này làm cái gì cả. Và đội hình của Sinner họ đang
cần những cái sự backup cũng như là sự đột biến được tạo ra ở bom xe B chẳng hạn. Quả smoke này sắp tan nhưng Loki không đổi được ai, nhưng Drake ở đây cũng chỉ đổi được một, nhưng Estark thì lại họa được sấp rồi. Hai đổi ai ở khu Belong, thành ra các thành viên bên phía TCN họ vẫn đang có được cho mình những cái cơ hội. Nhưng tựu chung lại thì NIP họ cũng đang có những cái bước tiến để có thể di chuyển vào khu bom xe B đến từ vị trí của Estark. Và Hampus đang là player đi biter ở middle. Và nếu như bắt được 4C thì mọi thứ gần như sẽ chấm hết cho Sinner. Điều đây có phải là dấu chấm hết cho Sinner hay không? 4C thấy đối phương rồi nhưng mà bắn không kịp, trời đất ơi. Biết rằng đối thủ đánh B, nhưng mà Neoflag phải có một tình huống thi đấu tốt. Một tình huống đang chạy góc. Và đây một tình huống đấm mồm với chị Hampus thôi. Sủi 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 rất nhanh đến từ vị trí của Neoflag để đợi người đồng đội của mình 4C back up. Sẽ là một tình huống mà chúng ta có thể thấy được rằng là một vét ai một chút nữa thôi là đó double kill được Frag và không cần đến khẩu ốp của 4C. Round thắng thứ 5 đã thuộc về cho bên phía của các anh chàng mang tên Sinner và tỷ số là 5-4 dành cho họ. Nhưng round đấu sau phải xem kill round thôi. Kill round đấu này thì Sinner bắt được tận 3 súng liền. Tiền nong của NIP vẫn là rất nhiều để họ bài ở trong round tiếp theo. Thấy rằng là một setup bắn kẹp đến tận 2 cục Belong khiến Polovsky phần nào đó cũng gặp những sự bất ngờ. Thì tâm thì đã đặt được dính phần ngực chứ không phải là phần đầu. Và bây giờ thì sẽ là boost nhau lên để có thể bắt người đến từ NIP nào. Liệu có bắt được ai không đây? Câu trả lời là chưa. Rất nhanh chóng đến từ vị trí Zeko khi đã lùi về thành công một nhịp để có thể thoát khỏi tử thần. Giờ đây cục connector này Rex từ nãy giờ vẫn đang là người làm chủ được. Và giờ thì lửa bắt đầu trả ra. Neoflag cần phải di chuyển, Neoflag đang tốt, Neoflag sẽ chết thôi. Một góc đứng mà chắc chắn sẽ ăn lửa nhưng lại không có nết. Nhưng mà không có smoke dập thì sẽ rất là đuổi còn đối với Brolin. Từ nãy giờ Brolin vẫn chưa thể hiện được quá nhiều trong giai đoạn đầu tiên. Brolin vẫn luôn là player đem lại cho NIP những cái first kill rất quan trọng. Nhưng điều đó vẫn chưa xảy ra ở trong những cái khoảng thời gian vừa rồi. Đánh B đây từ bên phía của NIP, nhưng liệu rằng vào được B được hay không đây? Stark vẫn kê lại rất trì, quả sốc này chỉ còn khoảng đâu đó 10 giây nữa thôi nó sẽ tan đi. Chúng ta cùng xem nào, vẫn đang nhá lên đến từ sốc. Nhá ra thôi là sẽ chết. Nhá này, Stark bắt được sốc rồi, lửa đốt nóng. Và Bolomsky là người đâm mồm Zeko. Kinh tế đưa về là 4 vẹt đài, đi xếp tôi nào, xin ơi. Mystic muốn làm một cái điều gì đó ừ. Chúng ta cùng xem cái thao mình của Mystic đi khoảng tầm 5 bước nữa thôi, chắc chắn vị trí của Stark sẽ quay lại chết. Nhưng mà hiện tại đã biết đường này trong sai không có ai. Thì Stark vẫn đang ngó khu vực ABC của đội của mình. Như vậy vẫn chưa quyết định quay lại check khu vực, đó là Belong. Nhà quỷ. Rất nhà quỷ, đưa hàm hớt. Cầm sọc 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 sọc. Và bị đối phương bắn nó chết luôn. Vị trí Mystic cũng nhanh trí trả ra quả smoke để làm sao có được cái đùn lùi về. Rõ ràng thì đội hình ở NIP họ sẽ chọn cho mình một cái vị trí đẹp hơn. Nhưng mà Rex còn lại đúng 1 HP. Còn 1 HP từ Rex thì lên connector. Chính xác là vào sâu hẳn trong collector sẽ là khu vực an toàn. Không có một cái tổn thất nào khi quả bom này nó đổ cả. Chiến thắng thì gọi 5-4 rồi. Một cái diễn biến đang khá là căng thẳng ở trong những cái trận, chính xác là những cái round thi đấu đầu tiên. Và nếu như cứ tiếp bước được cái phong độ này thì NIP họ sẽ là đội tuyển có được lợi thế về đường dài ở trong cái lượt thi đấu first half. Thì mà bên phía T-side lên được khoảng tầm từ 6 đến 7 round thì nó sẽ là một điều cực kỳ tuyệt vời. Đúng em biết cái chiếc xe ô tô này là chiếc xe ô tô ở đâu? Ô tô này ô tô bom xe A lạ gì? Đưa được ai? Kinh đấy nhở? Đưa được ai? Map này thì đây là cái ô tô mà... Tức là cái ô tô này lúc bắt đầu nếu như không nhầm là nó không phải là cái vị trí tiếp hiện tại đâu. Nó không phải là ở trong cái... Cái ô tô này nó không ảnh hưởng đến cái map thi đấu bom xe A của Pat cho lắm. Nhưng mà hồi ngày xưa cái hồi mà còn ô lốp búp cơ thì cái ô tô này là một cái ô tô cực kỳ quan trọng. Cái ô tô nó cũng không khác gì hay cái ca đúng rồi, không kiểu... khác gì là cái khu vực ca ở khu bom xe thì hiện tại cả. Thì ngày xưa là có một cái lỗi, một cái lỗi mà chúng ta là hay gọi vivo là nó hơi giống hack đúng không? Bởi vì bên phía city bút lên cái nhìn đấy hết, không khác gì như kiểu là Sharingan cả, cái đó là như thế. Đây là một rào đầu bên phía của Sinner, họ sẽ eco hoàn toàn, bắn lại khẩu M4S trên người của anh chàng Mystic cũng như 4C vẫn có ốp, vẫn có tiền đề chiến thắng. Nghe từ footstep mà vị trí của anh chàng đó là cái tên Brolin tạo ra rồi. Mystic biết rằng công viên có người
Và có vẻ Mystic đang xin flash đồng đội để có thể ra bắt vị trí của anh chàng Baron chả. Mà đội hình của NIP họ rất nhanh chóng đều để chiếm được cục connector. Và bây giờ thì một setup bắn 4A thành ra nó chả đem lại hiệu quả gì cả. NIP họ đã vào hết được khu vực bom xe B. Đồ đạc ném vào flash bomb để có thể di chuyển là rất đơn giản thôi. Round thi đấu và sử dụng những cái vũ khí được xếp lại từ round thi đấu trước của CN nó đã không thành công. Và sẽ là 6 năm cho NIP. Quả C4 đâu rồi? Tôi vẫn chưa thấy quả C4 đâu cả. À đây, nó đã được đặt. Và bây giờ thì mọi thứ chuyển đơn giản hơn rất nhiều. Để có thể NIP khi họ sẽ có quả C4 này. 6 năm là điều chắc chắn. Còn đối với CN thì thôi, 4C cũng như Beastick cũng nên giữ lại những cái khẩu ốp cũng như là cái khẩu M4 này đi. Cổ đấm băng sôi cũng không để làm cái gì cả. Còn NIP thì họ vẫn đang thể hiện khá tốt ở map thi đấu Overpass. Map thi đấu mà ngày thi đấu hôm qua thôi, họ cũng đã để thua cách rất trong vánh trước đội hình Copenhagen Flame. Sau năm cho NIP và nếu như cứ để cái nhịp độ thi đấu nó chảy ra, tôi đang cảm thấy rằng cái diễn biến map đầu tiên đang tái hiện lại map thứ hai này. Vẫn là một cái chiều hướng nghiêng về cho bên phía của NIP, thì bắn bên phía T-side lên được hẳn 6-7 round, thậm chí có thể dẫn hơn đối phương, dẫn 9-6 chẳng hạn. Thì nó sẽ là một cái rất khó bên phía của CN. Khi chúng ta đều biết rồi, map thi đấu Overpass này vẫn là một map lệch bên phía City khá nhiều. Một map thi đấu mà bên City có thể bắn rất chủ động, không biết đồ. Với cái ngày bây giờ, ngày xưa đều có một cái setup là hai lửa mid. Một lửa gốc cây, một lửa mid phát là có nhiều hết đường lên. Dập smoke, dập lửa một cái là thôi. Đối phương khả năng cao sẽ đẩy mid. Ngay từ hôm qua chúng ta thấy một cái lối bắn quá chủ động của Copenhagen Flame trước NIP. Và khiến cho NIP gần như không kịp trở tay quần áo ở mid đồ. Quả nét rất đau, nó ngay giữa đỉnh đầu Bolan. Và bây giờ thì nhảy check nào, đã phát hiện ra có khẩu ốp của Foxy đăng kê ở trực diện khu vực Fountain. Và chắc chắn rằng này là mình cần tính toán đến những cái phương án tiếp theo. Còn ở cục connector thì cả hai bên cũng đã giáp mặt nhau, nhưng tạm thời vẫn chưa phải nằm xuống cả. Và này thì biết khu vực pit nó đang có những cái sự khó khăn nên ngay lập tức đã di chuyển ra khu vực A-Long. Một cái setup bắn 2 shot đến từ bên phía của Cinder. 4C là người ngắm trực diện và đương nhiên rồi người cover cho 4C vị trí quay trắng Mystic. Mystic sẽ là người được có tiền cờ, một tình huống từ từ ra và đương nhiên rồi cái hitbox. Cái hitbox thì rõ ràng Istak sẽ là người để lộ trước, nhất là khi Istak là người chủ động kéo ốp nữa. 4C làm cho mình được đôi mạng. Tưởng rằng có tiếp một kill cho 4C hay không đây, khá đơn giản và nhẹ nhàng thôi. Round đấu này chiến thắng đang đến rất gần bên phía của CN rồi. Ampert móc được một và Ampert trong sai con địch kia được phát khó bị được một mạng Rick đấm một Mystic tinh tế đưa về, đó là ai vết bả. Rick cũng chỉ còn đó 8 HP thôi, đổi ốp cực kỳ khôn ngoan đến từ vị trí của anh chàng Rick. Thời gian chỉ còn đó là 30 giây, còn đó là hai smoke cũng như một lửa để thể trả vào để có thể đặt bom. Bây giờ hãy xem nào, nếu Brown cần 5 mình nếu Brown bắt được người máu đó là Rick. Còn lại đó là Roland, khoảng nửa cây máu này sẽ rất là khó bị đối phương nhảy check phát hiện ra. Và giờ thì 1-2-3 cùng lao ra là điều chắc chắn thôi. Nhưng tạm thời thì CN vẫn đang cố gắng giữ được an toàn. Bây giờ thì bắn đường nọ sẽ lộ ra đường kia, quá đơn giản dành cho CN để có thể đem về ra thi đấu chiến thắng thứ 6. Khi mà vị trí của 4C đã thể hiện quá tốt với cổ ốp của mình. Tình huống mà hơi đen, Brun là phản xạ không kịp thôi. Brun đã đoán ra được rằng khu vực xe có người. Ở đó thì là tâm rất tốt Brun, nhưng mà đối phương là người được bắn trước và đương nhiên rồi. Cơ hội là gần như không còn, trừ khi đó là tình huống đối phương bắn lỗi. Bolin rất có thể sẽ có những cái highlight để đời đấy. 6 đều rồi. Khá là bắn căng thôi, lượng tiền tại của NLP không phải là quá nhiều đâu. Mà ngược lại đến bên phía của CN vẫn có một số những vị trí đang yếu tiền. Có thể kể đến cái tên Mystic chẳng hạn. Một round đấu mà CN đang bắn chủ động ở mid. Đây là cái điều mà tôi cần ở CN. Không nên bỏ mid quá nhiều. Cần phải một cái lối bắn chủ động hơn ở mid đồ. Thì mới có thể khắc chế được những quái vật đến từ NIP. Sốc nhá rất nhiều ở khu vực B-Long này. Vẫn còn một smoke trả dài nữa. Thảo mình rất chính xác đến từ sốc sợp bao và chết Blumsky rồi. Một tình huống nữa băng qua smoke đến từ Blumsky. Nhưng mà cái thảo mình còn flash chưa kịp nổ thì sốc đã sợp bao vào đó. Và rất điểm đi vị trí Blumsky. Smoke được nổi vào khu B-Long rất nhiều. Và điều này khiến cho NIP họ đang bị kẹt lại ở B-Long khá là lâu. Và CN họ đang tận dụng cái thời điểm đó để giúp cho Mystic đẩy được đến khu vực cửa T-Ram. Và giờ thì cơ hội back về A của NIP nó sẽ đến từ đường connector thôi. Sao map thì Overpass này đẩy được đến khu vực T-Bay chưa phải là một cái lợi thế quá lớn. Cơ hội dành cho bên phía NIP vẫn là còn. Và giờ đây thì họ đã biết rằng đối phương có một người của ACC. Lửa trả ra thêm cuộc số xích nữa. Nhưng với setup 3B ở thời hiện tại thì CN không có gì phải đẩy cả. Nhưng mà thời gian NIP họ có chỉ khoảng tầm là 45 giây mà thôi.
trong cái thời điểm hiện tại, thì cần đó là những quả flash để có thể lao vào và chuyết được những kill với tốc độ cao. Đó là gì AP họ cần làm. Và flash đâu rồi, vẫn đang bỏ chạy. Nào, vẫn bỏ chạy ư? Vì lo còn chưa kịp bỏ đến nơi thôi, cảm thấy rằng rất khó khăn dành cho đường NIP. Hammer dễ dàng bắt được mạng rồi, những S-Tag đầy đang đem lại những cái hy vọng dành cho NIP. Thì tình thế đưa về đó là 2v2 và quả C4 hoàn toàn thể được đặt thành công của cục bom sai B. Nhưng quan trọng nhất đó là Bixic không được phép chết, Bixic đã ra đi thì lấy đâu ra cơ hội cho Forcing rồi. Nhưng S-Tag lại có một góc kê quá lơ là một quả sớm bấp chứ không phải là một cái tường ở khu vực tower, thành ra đối phương rất dễ đẩy qua. Nhưng bây giờ thì Forcing vẫn có để flick chết Hammer, và đó là tình huống sấy không thực sự là quá tốt đến Hammer để giúp cho MP có được Radio sẽ thắng thứ 7. Tình huống mà đương nhiên rồi, lỗi lớn đã thuộc về chủ X-Tag. Một cái lỗi cơ bản. Tôi không thể tin được rằng là X-Tag lại có thể một pha bắn lơ là đến như vậy. Một tình huống đưa về 2v1 rồi, Ampert bắt được người đi móc lốp. Nhưng mà cuối cùng thì bên phía Kuchiner vẫn thắng. Khi mà họ đã khai thác được cái sai lầm có thể coi như là quá đỗi là khó hiểu đến từ NIP. Không hiểu nổi tại sao vị trí Stark lại chọn cho mình góc đứng như vậy. Rõ ràng như có thể lùi về sâu hơn một chút và vẫn có thể cắm được ABC mà. Ở đây thì Burren chúng ta thể thấy được rằng là đang di chuyển ở middle, bị bắt lại bởi 4C rồi. Góc kiểu ốp quá đẹp đến từ 4C. Một quả flash bung ra đến từ Stark thì không mù được vị trí của 4C. Rõ ràng là Brolin khi mà không thể nào được chơi điện tử một cách thoải mái thì anh nghĩ sẽ khó lòng đem về những cái first kill dành cho đội hình của NIP. Và bây giờ thì NIP họ cần phải kiểm tra lại những cái bị chốc bò quan trọng khác, ví dụ là có Litter hay là bị shot. Ít nhất là có được cái khu vực, chính xác là có hai khu vực mà tôi vừa kể trên thì cái cơ hội NIP vẫn là còn. Lượng bom mìn của họ là ổn ở thời điểm hiện tại. Và đây hãy nên nhớ là một cái key round và Beastick ở góc cũng là đẹp và Beastick dễ dàng bắt được S-Tag. Khó càng đêm khó là nịp 5v3 ở khoảng thời gian 55 giây còn sót lại, và đối phương thì còn gần như là nguyên bộ đồ, rất nhiều bom mìn được giữ lại. Với những quả đồ thôi có khiến cho NIP họ mất quá nhiều thứ để có thể vào được những cái khu quan trọng. Muốn vào B đến từ NIP và Ampert nhìn thấy một tình huống nhảy check đến từ vị trí của anh chàng, đó là cái tên sốc ở khu vực toxic rồi. Một tình huống Zeko đã yếu, Zeko quyết định sủi về nước. Một quả smoke trả ra nhưng đồng nghĩa quả smoke này sẽ có quả lửa bùi vào Toxic thôi. Nhưng quả lửa ở đây là một quả lửa lỗi chẳng. Ở đây thì Mystic móc từ khu vực đó là connect ra thì bắt được với Polovsky rồi. Red 1v5 hết. Và tỷ số sẽ là 8-6 nên dành cho Sinner thôi. 8-6 và hoàn toàn có thể sẽ là 9-6 khi mà ra thiếu sau. Đội hình của NIP chỉ có cho mình đó là Gali Zap 2 thôi. Đội bom mìn thì có thể tạm thời là ok, thuộc cái dạng gọi là trung bình khá. Nhưng tiêu chung để có thể chiến thắng được cũng không phải là một cái điều mà nó quá là dễ dàng được. Dẫu sao thì 9-6 dành cho CN cũng là một tỷ số ổn để họ có thể bước tiếp ở trên cái map thi đấu thứ hai. Và hãy cùng xem ở trong round thi đấu cuối cùng là thi đấu first half, đội tuyển nào sẽ đem về cho mình đó là cái hương vị chiến thắng đây. Đó thì đấu được bắt đầu và có thể thấy rằng là NIP họ chủ động là chơi nhiều súng hơn một chút để có thể củng cố được cái lượng bom. Hampus thì là người đi tanh đầu sẽ lên đó là một quả AK. Và tính chung lại thì cơ hội tăng lên trên của NIP họ có, nó sẽ phần nhiều đến từ và rất tốt với nhau. Tiner thì có một lối chơi khá là chủ động trong cái việc ném nét phá cửa connect nhằm làm sao cho B-Shot cũng có cơ hội được tham gia những cuộc giao tranh con deck này. Và đội hình NIP đang có thủ móc người tiếp cận với tầm rất gần đó là Polovsky. Và nếu như Diofrag lộ vị trí rồi, Flash còn trả lại không tốt và sẽ đẩy lên luôn đến từ Polovsky rồi. Easy kill dành cho Polovsky và hoàn toàn thể nhật về cho mình đó là một khẩu M4. Không hề có quá nhiều sự khó khăn được tạo ra ở trong cái round thiếu này. Và bây giờ thì Istak đã boost lên nhảy check và tạm thời thì không phát hiện ra ai cả khi mà đối phương không phải đứng trên bốn hoa và có một góc cây ốp trực diện ra lòng. Chúng ta hãy cùng xem vị trí của chàng Beastick nào. Zeko vẫn đang nhảy check rồi, từ cái nhảy check của Zeko đang có một cái độ hiệu quả nhất định.
4C thì sao đây? Đang một tình huống kê lại khá là cẩn thận đến từ vị trí của 4C. Một rào đầu bên phía NIP sẽ vào B, nhưng liệu rằng vào được hay không? Có lợi thế hơn người thật đấy, nhưng Sock vẫn còn ở dưới nước. Ok, đẹp tay B-Shot đến từ Sock, và Sock bắt được Polovsky rồi. Muốn giặt ra có thêm mình cái mạng nữa, hay chàng 4C kết thúc chuyến quay rằng Zach. Zico có một double kill cho 4C và Instac hết rồi. 9-6 là Sinner. 9-6, một tỷ số tạm thời là rất ổn, nhưng NIP hoàn toàn có thể thỏa lấp nó chỉ với một chiến thắng ở Pistol Round. Dạo sang đến Matthew Pat này thì những cái tên như Brolin cũng không thể là quá nhiều điều. Mà có thể thấy rằng là Brolin, một số player thường xuyên có những cái tình huống đi lẻ, thì lại là player chết đầu tiên, và áp lực tạo ra được Brolin gần như là không có. Và điều đó cũng sẽ là những cái sự khó khăn mà NIP họ phải chống lại ở bên phía T-side. Nhưng đến thời điểm hiện tại họ sẽ chơi bên phía City-side. Và tôi đã mong chờ một cái chiến thuật nó chủ động hơn đến từ NIP, giống như cách họ đã từng làm ở Inferno vậy. Có lợi thế bên phía City Side, nhưng không biết rằng NIP có thể lội ngược dòng được hay không đây, khi họ đang bị đối phương dẫn trước với tỷ số 9-6. Khoảng cách 3 round không phải là khoảng cách lớn. Một tình huống muốn rớt B đến từ bên phía của Sinner rồi. Bốn người di chuyển khu vực, đó là B-Long cùng nhau bò trườn vào. Còn ngược lại thì NIP đang có dấu hiệu muốn đẩy ngược ra khu B-Shot để chiếm ngược lại. Một tình huống ông đi đường ông tới đường tôi rồi, nhưng có vẻ như bên phía Sinner đang đội tuyển có lợi thế hơn. Polovsky nhá ra và tháo mình của Polovsky. Ui, cái mông to quá Zetko ơi. Không có ai chết B-Shot cả, nhưng Mystic đã một tình huống móc máy thành công, bắt được Rex để Dino Flag đấm một Polovsky. Hiện tại thì B-Shot của bên phía NIP đang clear. Sốc tiếp chỉ bắt được Campus ở khu vực Heaven cơ. 4C rút dao ra nhảy, một cái nhịp nhảy khá đẹp của 4C, và đó double kill cho 4C. Hai cái mồm cho nó bó cẩn ạ. Họ thấy rằng một round muốn bỏ B để có thể chiếm shot, cũng như là chính xác là để cả long cả shot. Nhưng mà điều đó đã không thành công khi mà liên tiếp những cái chốc point quan trọng thì đội hình NIP họ đều gặp những cái đối thủ đã có lợi thế hơn về mặt vị trí. 16 dành cho con viên bên phía Sinner và hoàn toàn có thể sẽ là 11-6. Nhưng NIP không phải là Brazil Uco, họ quyết định sẽ là fork bay luôn. Một điều cũng khá là hiếm thấy ở cái thời điểm hiện tại đến từ Nip. Quyết định của họ đang bắn kẹp đến tận 3 người khu vực A-Long. Và Sinner họ đã tạo ra rất nhiều tiếng động của Balloon. Họ đang có một khẩu DE muốn đẩy, đó là vị trí của anh chàng Brolin. Mà nếu Brolin mà bắt được Balloon cực kỳ lớn dành cho NIP ở trong cái đa số này. Vẫn đang bò chuyền ở mid đến từ bên phía của Sinner thôi. Một đầu đầu mà chúng ta có thể thấy rằng hiện tại NIP họ vẫn đẩy ở những vị trí nhất định, như là khu vực A-Long chẳng hạn. Nhưng ngược lại đồng nghĩa với cái việc bắn 3 A-Long như này thì bom xe B của họ đang khá mỏng chỉ với hai cái tên thôi. Đó là vị trí của chàng Drake cũng như là cái tên Polovsky nữa. Cặp đôi bom CB phải thi đấu tốt. Tôi vẫn tin tưởng vào cái tên Rex, một play tay rất to, nhất là khi Rex đang cầm một khẩu phải 7 nữa. Một vũ khí mà ở khoảng cách tầm gần, một viên vào mồm cũng sẽ chết. Và bây giờ thì bắt đầu về lại khu bom CB rồi, không có setup bắn 3 long nữa, mà sẽ là bắn kẹp 2 người ở B long. Và Hampus thì có sẵn một quả flat để có thể hỗ trợ những người đồng đội. Nhưng bây giờ thì nào có một viên đạn tốt đến từ cả hai bên. Và giờ thì phát đâu rồi, bắn vào người nhau này sẽ là khó nha. Flash quá trắng, và bây giờ thì đó là double kill rank. Hà bật cũng có mạng của Sup luôn. Và giờ đây còn lại mình Bixxix cũng không đổi được ai cả. Một round thi đấu anti, chính xác hơn đó là anti Fogby thất bại đến từ đội hình của Sinner. Khi mà có để thấy rằng là những cái khẩu DE, những khẩu 5-7 của các thành viên bên phía team rank nó đang thể hiện quá tốt. Đúng là như thế. Và từ đó chúng ta có thể thấy được rằng là bên phía của NIP họ đã có một cái setup ở bom xe B, nhất là khu vực cống B quá hay. Một tình huống mà hai người bắn ở B-Long quá nhịp nhàng, cũng như là đợi cái thằng mình quả flash búp ra là quá chính xác. Một quả flash mà đương nhiên rồi, Sinner sẽ mù. Thắng một round đầu phát bài và không mất bất kỳ một súng nào cả. Một round đầu thua tai hại đấy thì Sinner họ lại phải mắc phải cái sai lầm tương tự ở lượt thi đấu phân hạt rồi. Và không biết rằng bên phía của Sinner có thể làm được cái điều tương tự nữa hay không. Đây là họ sẽ thắng round đấu này.
Chỉ với đó là những khẩu đi e thôi, nhưng X-Tac vừa rồi đấm mồm đều Frag. Có vẻ JDP đã bắt đầu bắn vào tay rồi. Thế mà X-Tac upper chính gọi đang bắt đầu tỏa sáng. Rex cũng đã có mạng Mystic của Connector. Và tiếp theo Harper cũng sẽ là bắt được sông. Và tiếp theo sẽ là ai đây? Đọc vị luôn thì có lẽ sẽ là vị trí của Zeko. Và sau đó sẽ là 4C. Và có thể thấy rằng là một người thì yêu máu, một người cầm DE. Góc đứng này góc đứng mà tỷ lệ bắn vào đầu cũng không phải là quá cao. Và đã nhảy check phát hiện ra rồi, S-Tac chắc sẽ muốn rút scout ra để có thể check thôi. Tạm thời cũng chỉ là check lại nhà vệ sinh chứ không phải lao ra để check khu vực mid. Rồi đã chọn đủ an toàn. Bây giờ thì thời gian cũng đang trôi dần dần đi, cũng như cách mà Sinner họ còn chuẩn bị thua cái round thi đấu thứ 18 này. Quá khó thì bộ đội Zeko cũng như là 4C. Và cả round thi đấu sau nữa thì số sẽ được rút ngắn phần nào đó xuống con là 9-10 dành cho NIP. Và cơ hội comeback của họ đã đến rồi. Ui giời ơi, làm bất bắt chết 4C rồi. Zeko đâu, ra đây nào. Zeko, hãy ra đi Zeko ơi. Cuộc sống này còn gì để mất đầu. Đó sẽ là 8-10 dành cho NIP. Rau thằng đó có dành cho họ. Có biết rằng NIP có thể thừa cái đà này comeback được hay không đấy? Hoàn toàn có thể được thôi. Họ đang có lợi và bên phía CT side. Nhưng mà tôi đang rất cần một cái sự chủ động hơn nữa của NIP. Mặc dù biết ở khoảng thời điểm hiện tại thì upper chính của họ là X-Tac cũng đang có cho mình một cái phong độ không phải là quá cao. Nhưng tôi nghĩ rằng bên phía NIP sẽ có thể làm được cái việc là bắn chủ động được. Phải nói thì map Overpass này là một trong số những map mà cũng có thể coi như là một trong số những cái nơi để dành cho các upper để có thể thi triển những cái kỳ tài võ nghệ của họ. Một map mà đấu tập giao tương đối nhiều, và đặc biệt cái tuần qua chúng ta thấy rằng Nikodot đến từ Copenhagen Flame, anh ấy đã khiến cho bên phía của NIP sợ, còn không dám ra mid luôn. Rất nhiều round đầu chỉ có thấy vị trí Nikodot ở Elong thôi. Burden sẽ ngã, không hiểu. Đó là một trong số những cái lợi thế khi có op bên phía CT side. Nhưng cái điều cần hơn nữa là một upper tự tin, cũng như là có những viên đạn bắn tự giác. Thì Hodico thì NIP vẫn làm tốt từ Inferno cho đến Overpass. Họ chưa để mắc những cái sai lầm nào cả. Mất ít súng cũng là điều mà NIP họ thực hiện được ở trong round anti-eco. Và giờ thì boost nhau lên từ 4C. 4C nhảy chắc cũng không phát hiện ra bất kỳ một ai cả. Nên tiệu chung NIP họ cũng không việc gì phải để lộ ra. Còn nết trả vào là khá đánh đá. Sớm mượn gì thì đội hình của Sinner cũng sẽ phải hạ xuống từng người một thôi. Không có giáp như thế này thì những khẩu scout rất dễ chơi, có một viên vào người là đi luôn. Nào, nhảy, tôi, ui vẫn đây. Burden sẽ có đau khổ, mình thấy bóng đối thủ rồi, sẽ double kill Burden tôi, chỉ còn đó Neo Frag thì còn sống. Một vết năm đến từ cái tên Neo Frag này thì cần đi lần lâu văn hốp thôi. Ra tự sát nào, Neo Frag ơi. Anh ấy có mình một combo, một đó là một con Stiletto cũng tương đối đẹp. Cái găng này tôi không nhớ rõ nữa, găng gì em nhỉ, em biết đâu. Em mà chưa kịp nhìn ra găng gì, tí nữa nhìn lại thì có lẽ em sẽ đoán được tên. Nói chung lại thì trừ những cái đội tuyển như là Looking for Orc hay là một số đội tuyển khác thì họ vẫn còn bắn M4 chay với cả gọi là găng tay default ra, thì những cái tuyển thủ của những cái đội tuyển em nghĩ gần Sinner là họ có những, cho mình đó những cái vũ khí đẹp rồi. Bộ setup khá là đẹp đến từ S-Tac, đúng với cả cái màu chủ đạo của video bây giờ năm nay. Màu xanh, mình nhớ không nhầm nữa, màu xanh lơ rất là đẹp. Và bây giờ thì nào, bom tan đây là có được một mạng, biết có thêm một người nữa, trả thêm một quả nết đều để câu yêu máu, và đó là quả nết rất đánh đá, nhưng Golden đã phải ra đi. Còn ở đây thì thôi, quá dễ dàng để Star có được cái mạng của Zeko. Nhặt về mình khẩu AK hay không đây, câu trả lời tạm thời là chưa, nhưng mà trong tay anh ấy vẫn có cho mình một khẩu op. Và giờ thì Sinner họ đang gặp quá nhiều bất lợi ở trong cái kỳ round đầu tiên, chính xác hơn là round thi đấu bay đầu tiên họ có bên phía T-side. Ta cùng xem nào. Đang tình huống mà 3v4 đến từ bên phía của Sinner. Điểm biến của hiện tại đang khử bom xe, nhưng liệu rằng có biết lên được hay không đây. Có thể lên được, phải đi qua cái chốt chặn bằng tiền Hampert đã. Ôi như vậy là rất có thể, chỉ cần một động thái vào BA đến từ Sinner thôi, set bom thôi. Chắc chắn Hampert sẽ đi mọc. Tôi đang thấy có đến khoảng 90% đau thắng này sẽ thuộc về trái này vì trừ khi bom xe có bắn lỗi. Muốn đẩy sâu hơn không nên làm như thế, nên đẩy nhà vệ sinh là ổn rồi Hampert ơi.
đối phương đã trả đồ vào, sẽ cần mất thời gian để chết góc. Và bây giờ thì Rex vẫn đang tạo ra những sự khó chịu, như thu hút sự chú ý để Hampert phải đẩy một cách thoải mái hơn. C4 thì bây giờ đang được đặt và C4 sẽ không được đặt thành công. Quá dễ dàng thắng hơn, double kill và một double kill của K cũng là chết luôn. Không có một cái cơ hội nào để Sin có thể làm được một việc đơn giản nhất, đó là đặt bom 10 đều và sẽ làm 11-10 dành cho NIP thôi. Quá chắc chắn đến từ phía của NIP. Chưa thể khoan thủng được cái lớp hàng phòng thủ ở bom xe A của NIP đến từ bên phía của Sin Esports. Họ phải cần thêm những cái bài vở, những cái sách lược. Bởi vì thực sự phải nói rằng cái map từ đấu vừa pass này bắn bên phía T-side không phải là một điều gì đó nó dễ dàng một chút nào hết. Nhất là ở đẳng cấp của phía pro player như thế này. Tình huống băng lửa luôn đến từ bên phía của Sin. Ăn nết và nữa thì sốc với cả Forsy, người còn bảng đâu đó 61 HP với cả 26 máu. Nào, biến đã tạo ra không đây? Cái khả năng bắn DE của Sin thì tôi chưa thấy quá nhiều. Cái khả năng bắn scout của Forsy là có, nhưng mới tội ra thì hôm nay thì phải bắn P50 để ra sau có thể tiền bài op. Nhìn chung thì đã là một opper sẽ cần phải tính toán khá nhiều, nhất là cái việc tiền nong. Và rõ ràng là bắn 5 AK bên phía T-side overpass có là lựa chọn ổn, nhưng mà Forsy thì muốn sử dụng cái khẩu vũ khí nó thân quen hơn. Bây giờ thì có vẻ là sẽ muốn chăn cục bom side B đến từ Sin rồi, cả từ đường A long, chính là B long, như là B short. Và B short hoàn toàn có thể kẹp cộng hưởng với cả vị trí của stop cũng như là 4C để có thể đi vào từ connector. Và đội hình của NIP họ vẫn đang giữ vững một cái chốt chặn 3B. Và vị trí của Hubbard vẫn còn đó là một lửa, một nét. Boot, một góc boot để bắt người ở khu vực B long, bắt được hay không đây? Lùi tí nữa, lùi tí nữa. Được rồi, ok. Ui giời ơi, nhà quê quá. Ở đấy thì tôi sẽ có người cũng khó để bắt. Red làm đôi, Red như đang đi chợ ở cùng về vậy. Shopping được cho mình ba cái mạng luôn, nhưng sắp đấm mồm được vị trí của anh Chaplowski rồi. Qua là kill rồi để cho anh ấy, nhưng không. Hampert bảo không có đâu, người anh em ơi. Mà tình huống Hampert đã cướp đi cái ấy của cá nhân vị trí của Red. Đối với Red thì đó cũng chả phải là một cái vấn đề quá lớn. Khi mà đội tuyển của anh ý vẫn đang thể hiện là khá tốt ở trên cái map overpass này. Khoảng cách tạo ra dành cho đội hình của NIP. Và chiến thắng thêm khoảng tầm 2 cây round nữa thì sẽ là chiến thắng tổng chung cuộc 2-0. NIP cũng đã có cho mình 5 round thì được chẳng liên tiếp rồi. Từ 16 bắt đầu lên đến 11-10. Ở đây thì key round lại đến với Sin. S-Tag đang muốn xin flat để đẩy ra kéo ốp. Nào, flat bóp vào rồi, nhưng mà đây quả flat hơi bóp đến từ vị trí của Roland. Nó sẽ là không có tình huống first pick nào để S-Tag được tạo ra. Nhưng tiệu chung lại thì Sinner họ cũng di chuyển một nơi chơi khá chậm rãi, không hề có những cái tình huống muốn phi nhanh vào một cái khu vực chấp point nào cả để có thể chiếm nó. Và họ sẽ từ từ sử dụng cái lượng bom mìn của mình để có thể kiểm soát được thông tin cũng như là check góc. Là một tình huống là có lẽ rằng cái điểm đến hiện tại của Sinner họ đang muốn ngắm tới bom sai A chăng? Đục B không được, đục A không xong, đi đâu đây? Logo hiện tại NIP đã cháy rồi, đã có cho mình 5 round thắng thông. Tình huống Istak đang từ từ kéo ốp ra ở Bishot. Và rượu rằng ở Bishot là ai không để bắt được Forsy opper chính của bên phía Sin. Nhưng có một người nhà vệ sinh quyết định đẩy hai cánh luôn. Ở đây Istak bị quay, Istak được nằm xuống và double kill cho sốc. Nhưng Boron chưa lộ, bỏ người hay không, quyết định không bỏ người đến từ Boron rồi. Và Zeko, vị trí của anh chàng Zeko dứt điểm Boron tính thế từ 12v3. Nếu như đó thì muốn bỏ người đến từ cái tên Boron thì sẽ là một quyết định hay hơn là bắn luôn. Và nếu như thế thì vị trí của Boron sẽ tạo ra được cái đột biến rất lớn, có thể bắt được ít nhất là hai người. Bây giờ thì là móc trong móc đến từ đội hình của Sinner, họ sẽ vào bom xe B để hạ vào xe 4 xuống thôi. Rex đứng góc này làm sao check ABC đây? Nào, vào như thế này nữa thì Polovsky có rời mới check. Và Rex thì đang muốn đi tiếp súng luôn và Rex phát hiện được địch rồi. Đối phương thì có vẻ như chưa phát hiện ra. Nào, bắt đầu di chuyển và giờ thì Rex bắt được tốc. Và Rex liệu có muốn chơi luôn hay không đây? Câu trả lời có vẻ sẽ là có rồi, nhặt về cho mình thêm đó là một quả bom mìn nữa. Vậy là có cho mình một set bom để thực hiện một tình huống clutch. Máu thì còn là rất nhiều, đạn cũng là như vậy luôn. Một quả lửa trả ra một shot, đối phương đã bắt đầu lộ ra những vị trí của mình. Liên tiếp rỉa máu của anh chàng Red, double pick luôn. Và không có cơ hội nào cho Red để có thể xử lý cả. Round thi đấu chiến thắng gọi tên Sinner, cân bằng tỷ số 11 đều. Như vậy là Sinner lên cho mình con số 11. Họ đã cắt được một cái mạch thắng thông để từ bên phía NIP.
Nhưng với cái việc mất đi chuẩn bị 4 súng, rao đầu sau vẫn sẽ một key rao quan trọng của Sinner thôi. Đây là pin rao sau có thể bay được thoải mái. Đây ta cũng sẽ là tình huống mà mọi người có vẻ thì có rồi hơi vội. Thực sự là hơi vội. Khi mà cái người đi thứ hai đã chủ động không chết vào vị trí của anh trong Boron rồi, nhưng Boron cứ định bắn luôn. Sau lúc này Boron sẽ trả ra một nết ở cung bít đồ và nết tương đối thấm. Cục kéo của Rush thì vẫn chưa thể có được một cái độ hiệu quả nhất định. Sẽ lại là bút người lên, nhưng lần này sẽ thấy được người tô xích hay không đây. Thấy rồi, sẽ thấy người tô xích thôi. Ngó lên một tí đã thấy. Thấy rồi, ui nhưng Spolovsky đã kê lại quá bó cần. Đó là một tình huống rất cẩn thận Spolovsky. Thì đang có lợi thế hơn người ở trên IP rồi. Giờ đây thì đội hình của CN áp lực họ tạo ra khu bóng CB là có, họ chiếm được khu vi shot. Nhưng mà đội hình IP họ vẫn đang có, đó là bắn 3B. Và có thể thấy rằng LNP họ không việc gì phải sợ hãi bất kỳ một cái đối thủ nào cả ở trong thời điểm hiện tại, khi mà CN áp lực họ tạo ra nó cũng chỉ gọi là dọa dồ thôi. Không phải là tiến vào hay là gài người hay là pick được mạng thì LNP vẫn có thể thoải mái với cả những cái vị trí mà mình đang có. Giờ đây thì CN đang muốn đảo cánh về lại cục bom xe A. Liệu có thể làm được điều gì hay không đây, khi thời gian nó cũng đang dần dần trôi đi rồi. Và CN cần phải lưu ý điều này. Boron thì đã bắt được vị trí của anh chàng nó hiệu crack ở khu vực lò, nhưng Boron đang bị quẩy hai hướng lên nhặt súng luôn đến từ Forsy. Đổi súng thì bị Boron thủ bắn đỉnh, bom thì đã rơi, quá khổ cho Forsy. Xtack thì bắt vật sốc, bây giờ Mystic 1v5 mở làm gì được đây à? Mystic rồi, chắc có lẽ em tình huống Mystic sẽ vào A tự sát thôi, chứ bom như này thì không thể nhặt được, ra là chết. Cố gắng vào bom bắt được mấy súng đối phương thì càng tốt. Đây rồi, Bolovsky là người rất điểm đi Mystic và tỷ số 52-1 cho NIP khá là nhẹ nhàng và không gặp nhiều khó khăn để họ có cho mình rao thắng thứ 12. CN họ để thua, chính xác họ chiến thắng thì nó quan trọng, đều mất rất nhiều súng và để thua thì cũng rất nhanh thôi. Rõ ràng với NIP thì họ tiết kiệm được quá nhiều thứ sau những round chiến thắng, thế nên có thể thấy sơ qua về cái lượng số dư tài khoản của DP đang rất nhiều. Họ có thể bay round thi đấu sau, round thi đấu sau nếu như xếp được. Dẫu sao thì 3 cũng sẽ là gần như khoảng tầm 90% khi mà NIP cơ hội chiến thắng của họ đang là cực kỳ cao. Còn đối với CN thì họ vẫn chưa tìm được cách nào để có thể vào được những cái khu vực quan trọng, mà cứ đi đến những cái vị trí đầu tiên và kiểu gì thì kiểu có địch, thì chắc chắn là NIP họ cũng sẽ có được lợi thế hơn người. Sau đây bị bắt bởi cái Mystic rồi, tình thế đưa về là 4v4. Sốc vẫn chưa thể có mạng, Sốc hiện tại có 9 HP thôi, rất may là còn mạng này có thể sủi về, nếu không chắc có lẽ buông chuột tiếng mưa rồi. Istak có kê khá là khó chịu với Istak. Lỗ ra thông tin mình đứng ở đâu rồi, và đó viên đạn ốp thứ hai thì đã xịt đến từ Istak, tình thế đưa về 3v4. Rao đâu chỉ là bài nhẹ thôi, thì bên phía của CN họ đã gây ra khá nhiều những sự khó khăn cho bên phía NIP. Đặt được ốp hay chưa đây, chúng ta cùng xem nào. Chỗ ốp chưa được chặt, thì đó tìm huống di chuyển quá khôn khéo nhằm bất vẫn ngửi ra điều gì đó không thơm vào đó. Và đó tìm huống Hamper đã nhìn thấy một chút các chòm đầu của Forsy, một tình huống bắn tốt đến từ vị trí Hamper. 3v3. Rex có mạo Zeko, Rex đem về cho mình double kill và một big shot với 9 HP. Một con số nó cũng ít quá là ít ỏi. Và đang chủ động chọn mình góc đứng bắn chỏm đầu, đối phương thì không còn smoke để có thể che đi cái quả bom nữa. Nhưng đối phương mà giạt đôi ra thì là no hope dành cho vị trí của Sốc. Trừ khi có một viên DE bắn xuyên hai mồm. Nhưng với góc đứng này rất khó, thậm chí đối phương còn giạt ra checker. Thì đúng là cái tỷ lệ mà lắt được đến Sốc nó cũng chỉ rơi đâu đó khoảng tầm vài phần trăm, còn chưa nổi đến 1% cơ. Mười ba mười một rồi, rất may là lúc này xin họ đặt được bom, rồi sau họ có thể up cho mình những lượng hỏa lực mạnh nhất, những khẩu AK, những khẩu ốp sẽ có thôi. Một nụ cười luôn hé trên môi Boron rồi. Lại là một quả lửa trả ra không mít nữa, liệu có lửa gốc cây hay không đây. Như vậy combo đầy đủ luôn đến bên phía của NIP.
4C vẫn có thể có mặt ở khu vực A-Long, một góc ngắm kêu khu vực long đẩy đến từ vị trí trong 4C. Còn nếu Frag búp flash băng qua luôn, wow, băng qua, check đi check lại. Polovsky đang xin flash rồi, tình huống Polovsky bảo cần support vì rất có thể địch đã có thể đi qua quả smoke đó rồi. À, bây giờ thì đã gài được vị trí của Zeko vào được khu vực bảng gỗ. Nhưng mà Bolin thì lại móc đúng cái tầm mình sốc đồng muốn bỏ về và ngay lập tức có được cái điểm mạng đầu tiên dành cho NIP. Đây là một round thi đấu mà đầy rồi, Polovsky phát hiện bóng của đối phương và Polovsky dễ dàng có mạng của Zeko, phát hiện có một người muốn đẩy vào thêm nữa. Bóp quả flash ra và Dio Frag gặp quá nhiều khó khăn. Dễ dàng cho Drake để có thể gia tăng thêm cái lợi thế dành cho NIP. Có lẽ trận thi đấu này nó cũng đã chuẩn bị kết thúc rồi. Thì mà có thể thấy rằng đội hình của team NIP họ đang gặp quá nhiều những cái lợi thế. Thì mà liên tiếp CN có những cái pha di chuyển không thực sự là hợp lý. Đúng là như vậy. Chúng ta có thể thấy rằng Big Stick với cả 4C đang di chuyển cùng với nhau ở khu vực đó là A-Shot. X-Stack vẫn đang kê lại là khá là bó cần và cẩn thận thôi. Nhưng liệu rằng X-Stack có bắt được ai hay không? Đúng, cái chỏm đầu đồng nghĩa với cái chết và tình huống vậy tốt đến từ X-Stack. Quả pha vẩy nó cũng khá là cơ bản, không có gì khó quá cả. Và đẳng cấp pro player thì họ sẽ làm nó một cách nhuần nhuyễn thôi. Ở đây thì 4C ngó ngó dạo thang mịn. Ui trời ơi, Hampert một tình huống chết không kỹ rồi. Và tỷ số vẫn sẽ là 14-1 cho bên phía NIP, nhưng họ sẽ khó để bắt được lại khẩu ốp này cho người ở trong 4C. Đây rồi. Ôi. No hope rồi. 4C cầm 1.700 đô bên phía T-side. Đi hay dập 2 rồi. Một lượng tiền cực kỳ là A đuổi. Bây giờ bảo đề dập 2 cũng là khó cơ. Không có bom mìn ở overpass này, T-side cực kỳ khó chơi. Nhìn chung thì tôi vẫn chưa thấy một cửa nào dành cho đội CN cả. Có lẽ họ sẽ phải đi vào trong giải thi đấu Major vào ở cái đường dưới thôi, cái đường hẹp hơn. Cơ hội của họ thì vẫn là còn, như tôi đã đề cập rồi, thua xong thì vẫn có thể làm lại và chiếm cho mình một suất vào vòng contender. Tuy nhiên rằng là họ sẽ không còn cơ hội ở Challenger nữa. Đúng là như thế. Nhưng quan trọng được bắn Major tôi nghĩ là vui rồi. Bây giờ chắc có lẽ rằng ở trận đấu sau sẽ được trận cặp trận đấu siêu kinh điển ngay từ lúc này diễn ra trên cái tên G2 với Achalit. Thì là một fan của Achalit thì tôi cũng chỉ mong rằng một điểm bước thôi là Achalit họ có thể để thua 1-2, thua 0-2 lại buồn quá. Thôi ta đến với cái trận đấu này nào, một tiếng muốn rớt bề đến Sinner nhưng liệu có được hay không đây. Chết mấy quả lửa đến từ Polovsky, đó là vị trí chẳng sốc. Ở đây Polovsky làm cho mình đổi mạng luôn, rất bó cẩn đến từ Polovsky. À, vẫn có một đánh làm đổi hết rồi. 15-11 cho NIP. Và chắc có lẽ rằng mọi thứ đã đâu có đó. Ván đã đóng thuyền và Sinner khả năng cao họ sẽ thua map tiếng này thôi. Khi mà có đến tận 4 cái best boy, quá nhiều lợi thế cho NIP và với cái lối bắn từ đến giờ của Sinner tôi đang thấy no hope cho họ. Thật sự là no hope luôn. Đá trâu cuối cùng này thì 4C đã có ốp, nhưng mà nhìn chung nó vẫn là rất A đuổi. Nào, nãy giờ chúng ta không thấy 4C, rồi nào là Zeko, thậm chí là cảm chưa sốc lên tiếng quá nhiều nữa. NIP vẫn đang thể hiện cực kỳ tốt trên các map pick của chính mình. Họ đã có 4 match point và ngay khởi đầu thôi thì vị trí sốc đã bị ăn một quả nết mất 49 HP, chính xác là 39. Liệu đâu không xuôi thì đuôi có lọt nổi hay không đây. Zeko chọn cho mình góc đứng mà sẽ phải hold cái nút A khá là lâu, hold đến chết để không bị tụt xuống. Và giờ thì chỉ lộ ra cái chân thôi, Zeko sẽ nằm một góc đứng và chắc chắn đối phương đẩy thì Zeko sẽ có mạng, nhưng đối phương mà không đẩy thì là Zeko chết nguyên ở đứng đấy luôn, chôn chân đấy luôn. Một tình huống lăng ba vì bộ, ui trời ơi, ui trời ơi, gì đấy, xếp hình à? Một tình huống Bolin bắt được 4C với sốc đang xếp hình ở vít đồ ạ. Có vẻ như hơi lộ quá. Gặp ngay cảnh sát, Bolin bắt được hai ông đang xếp hình ở khu vực vít đồ. Nhưng không sao hết, tình thế vẫn đang đưa về là 3-5, còn cơ hội cho xin ở đau đấu này. Tôi tin rằng những cái tên như Neofrag, Beasting, Tickle tỏa sáng lên tức xin cứu cho mình cái best boy. Ở đây thì Polovsky bị bắn yếu rồi, coi trên 2 HP thôi. Có vẻ như điểm đến hiện tại của Sinner đang là bom sai A, nhưng liệu rằng lên được hay không đây, một tí góc phút lên. Và Mystic xây chờ quá nhưng không sao cả, Mystic đấm bộ Vampert rồi.
Có vẻ như đó tiếng bắn dọa thì tích rồi, nhưng Boron ở đây thì có mình cái mạng của Neo Frag. Tình thế đưa về đó là 4 vết dài, nhưng về cho bên phía AIP. Tao bây giờ C4 sẽ có thể đặt được hạ xuống nữa từ Zeko. Beastie ở góc đứng là đẹp rồi, nhưng mà đối phương thì nó bóc ở khắp mọi nơi. Chỗ nào cũng có địch, không có một cái khu vực nào là đủ an toàn để Sinner có thể đứng trốn. Và giờ Beastie sẽ key player. Một vị trí quá quan trọng còn đối với Zeko. Zeko đang chọn được góc đứng chỏm đầu và một mình kê hai đường, rất à đuổi. Bóp flash vào và Beastie trắng, Beastie chết và thôi hết rồi. Zeko có một, Zeko là 3, Zeko là 3 nhưng không thể có cái bảng thứ tư. Và thời gian đã điểm, GG đã đến. Chúc mừng NIP, họ là đội tuyển tiếp theo tham dự giải thi đấu PGL Major Antwerp sẽ được tổ chức vào đầu tháng 5. Rất chúc mừng cho những fan của NIP nói chung. Khi mà họ, đội tuyển có yêu thích đã có thể có mặt ở giải thi đấu Major rồi. Và chúng ta sẽ nghỉ ngơi thôi trong khoảng từ đâu đó từ 5 đến 10 phút để chuẩn bị đến với cả cặp trận thứ siêu kinh điển của đêm ngày. Đó là cặp trận diễn ra giữa Astralis và cùng với đó là GI.